Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn stream Overwatch trực tiếp trên cái Linson của Lizard ha. Thì chúng ta sẽ không cần phải qua bất cứ các bước linh tinh từ OBS hay Split hay VMix hay một số phần mềm thứ ba nào khác. Thì vào sáng hôm nay thì đã có một cái bản cập nhật mới. Giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào battle.net. Khi các bạn vừa đăng nhập vào á, nếu các bạn chưa cập nhật thì các bạn sẽ thấy không có cái dấu ở đây. Các bạn chờ một xíu, nó sẽ tự động cập nhật cho chúng ta cái dấu lên đây. Thì nó bắt buộc chúng ta phải restart. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành bước đăng nhập lại. Ok ha, các bạn thấy ở đây chúng ta đã có được cái nút like rất là to tròn. Có một bảng thông báo bắt new. Chúng ta sẽ tắt nó đi. Đây chúng ta sẽ có cái phần enable stream setup và bấm tiếp tục setup continue. Sau đó đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong, chúng ta sẽ có hiện thêm một cái tab nhỏ stream beta ở đây. Ở đây thì một số thiết đặt đơn giản như là enable microphone, enable webcam. Thì nếu các bạn nào có muốn đặt webcam, chúng ta sẽ tích vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có set to my timeline, tức là trên tường nhà bạn hay là trên tường của một cái bay mà bạn quản lý. Chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Ở đây thì chúng ta sẽ có only me. Ở đây chúng ta bấm vào nút setting trên này thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái gạch nhỏ. Ở đây chúng ta sẽ thấy là Ctrl F1 là bắt đầu stream, Ctrl F2 chúng ta sẽ tạm ngưng, Ctrl F1 là chúng ta sẽ bắt đầu và stop, Ctrl F2 là tạm ngưng. Microphone, audio capture system, chúng ta switch vào đây để lấy tất cả âm thanh của game cũng như là âm thanh của máy tính. Webcam, nếu có thì các bạn tích vào đây. Các bạn sẽ có những cái để chỗ để chúng ta đặt webcam. Size chúng ta sẽ chọn ở đây, tùy thuộc vào cái thích của bạn. Nếu bốn cái này nó không có hợp lý thì các bạn hãy bấm vào custom. Sau đó chúng ta hãy kéo và giữ và để ở cái nơi mà chúng ta muốn. Ok, tiếp theo xuống phía dưới chúng ta sẽ có overlay. Cũng tương tự, overlay này nó sẽ thông báo trạng thái của cái phần stream để các bạn biết được là các bạn đang stream thế nào. Về cái chất lượng thì chúng ta sẽ có 3 mức: low 480p 30fps 1m, medium và 2. Thì ở đây chúng ta tôi sẽ để 2. Đây là nick Facebook mà các bạn đã kết nối. Thì nếu như các bạn muốn đổi nick Facebook thì các bạn sẽ đánh bấm vào disconnect, sau đó bấm connect lại để kết nối với lại nick Facebook mà mình muốn. Đó chúng ta cũng nên cùng thì trải nghiệm thôi, chúng ta sẽ vào game. Thì sau khi bấm vào chỗ 1 thì các bạn thấy cái góc mà chúng ta đặt cái overlay của bản beta lúc nãy sẽ hiện lên một cái hình có đang live stream và có một cái con mắt, hình con mắt đó là view trên Facebook của chúng ta, nó sẽ hiện thẳng trên đó luôn. Chúng ta khỏi tay ra ngoài để kiểm tra. Trong lúc stream các bạn muốn bô, các bạn sẽ bấm Ctrl F2 thì nó sẽ tạm thời dừng stream của chúng ta lại, tuy nhiên nó sẽ không ngắt stream. Và chúng ta bấm Ctrl F2 một lần nữa đi resume. Ok. Ok ha, thì bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài để mình xem thử. Thì sau khi stream lên rồi, các bạn có thể vào cái phần này. Thì chúng ta hãy chỉnh lại những người sẽ thấy được nội dung này, như là tất cả mọi người, bạn bè hay là chỉ mình tôi. Các bạn hãy chia sẻ với mọi người ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video clip. Cảm ơn các bạn.